Hello, và mình xin chào tất cả anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mua trái quỷ trong tựa game Tết One Piece nha các bạn. Bây giờ mình hiện tại đang hướng nó đảo trái quỷ, sao mình thấy server này nó bị lắc lắc ta. Mình cảm thấy nó luân chuyển khác thường rồi nha. Lắc quá các bạn. Có ai hack hit gì trong đây không? Rồi 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 rồi, hiện tượng vậy là không mua trái quỷ được các bạn. Hiện tượng như vậy mình không thể chấp nhận được. Lỡ một lát rồi lắc rồi nó văng mình ra mất hết trái quỷ không được hay không? Thì cũng xin lỗi đa số anh em ở trong server này luôn. Rồi mình sẽ chọn một server khác, đầu tiên là mình sẽ reset lại. Sau đó ở đây mình sẽ kéo xuống hay không? Kiếm một server nào vắng người nhất có thể. Rồi, không có server vắng người luôn bạn, toàn server 7 8 người không. Ít ra cũng phải có một server 4 5 người gì chứ. À đây 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 đây. Mình thấy server đây 5 người hay không? Server nào vắng người thì mình mới vào, còn server nào đông người quá thì vào trong đây làm gì các bạn? Rồi, thì mình vào trong đây thì chắc chắn là full server rồi đó. Thì mình sẽ ăn một trái quỷ hoàn toàn mới luôn, không ăn Tori nữa. Ăn Tori chỉ bay được chứ combat không được các bạn. Bị mấy bạn kia ức hiếp hoài à. Và đa số là mấy bạn nước ngoài không. Mình xuất hiện cái sau đó là ăn một trái HE, rồi một ạt trái UB, rồi sau đó đóng băng ở chỗ đó lại, rồi bật led led lên rồi quay sấy. Các bạn nghĩ mà trái HE mà đóng băng lại thì các bạn làm gì mà bật được Haki quan sát, coi như mất đi Haki quan sát hay không? Gì đây? Đấy hả? Đó 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 đó. Vừa mới ló mó là thấy hai ạt này rồi, đó đó đó, hi ơi. Đây. Đó, cái giết mình cũng 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 biết giết lấy cái gì ở trong đây nữa. Công nhận cũng rảnh thiệt. Mình thấy công nhận cũng rảnh nách lắm nha, rồi đó, muốn giết muốn làm gì đó làm đi. Đừng có chém. Chém rớt chim mình luôn các bạn. Vậy là nó lắc rồi. Chứ mình bay cả khúc vậy mà. Rồi đi. Bay đi rồi làm gì được chém nữa đi. Hừ ơi. Tưởng đâu chém được mà dễ à. Mình nghĩ là mấy bạn vào server này không ổn các bạn. Server này nãy mình vào rồi. Đó. Bây giờ trái Tori mà đâu có combat được. Mình tức quá rồi. Giờ qua đây mình ghét mình mua trái quỷ mình ăn vào, qua đây mình báo thù. Nhưng mà năng lực trái quỷ mình không cao sao báo thù ta. Mình ít nhất cũng phải 400-500 điểm mới báo thù được. Mình cũng biết là luyện farm gì đó nữa. Farm bounty được gì ta? Cỡ mà farm bounty đến một cái số bounty nhất định rồi được một cây Yoru hay được cái gì đi thì còn mặt mai ở đó farm, mình cũng biết farm gì đó nữa. Đúng hai thanh niên gọi là gỗ rảnh nách luôn đó các bạn. Rồi bây giờ mình mua trái quỷ ở trong server này luôn không? Mua luôn các bạn. Rồi đây, xuống đây. Đứng đó rơm farm đi không? Mình mua lát mình qua mình báo thù sao? Rồi mua được Pika mình qua mình phá tan nát cái bệnh luôn. Để coi. Tưởng đâu Hiê với Ubi làm cha mệnh các bạn, cha thiên hạ. Tori mình combat không được thôi, chứ có chiêu combat được thì nói gì. Chỉ có bắn bắn vậy thôi các bạn, bắn bắn thì người ta né dễ quá rồi. Nên thôi, mình mua trái quỷ khác combat đi. Rồi, coi coi, tiền mình còn bao nhiêu. 88M, firm, 88 triệu. Giờ mua mình ăn luôn nè. Mình cảm thấy là nóng nực bực bội trong người với hai thanh niên đó rồi nha. Thấy thấy nóng nóng ứa ứa sao các bạn? Nghĩ sao đứng đó Ubi hai ạt nè, cái đó hai ạt lận nha các bạn. Nếu mà bạn chạy thì thanh niên đó sẽ dùng Ubi, tại mình Tori mình bay nhanh á. Chứ bay chậm là chém chém rớt chim giống nãy rồi, chim đang bay rớt chim luôn. Gì đây, gì đây? Ôi. Mong là bạn này không có ác ý hay không. Đóng băng đá mình mất hết thôi, giờ mình biết sao giờ, trời ơi, chưa ra trái tím luôn bạn. Trái tuyết hả? Trái tuyết đề nghị bạn qua bên đảo Luffy rẫm u kìa. Bạn đánh giúp mình đi. Mình giờ mình thấy không ổn rồi. Qua bển trái này đánh đường ta được má. Qua bển mình sẽ kéo 500 anh em qua bển chà bển nè. Chà bụi bặm bển luôn. Đâu phải là cầm hai ạt là ngon các bạn. Hoặc là có thể là bạn bè chơi chung rồi nói qua Discord á. Kêu kìa 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 chém nó đó đó. Các kiểu vậy đó các bạn. Rồi từ từ. Kéo 500 anh em qua bển là hai thanh niên đó chỉ có nước là chầu trời diêm dương thôi. Mình không tin là làm kịp đó. Lật lè sấy heo. Này thì sấy để mình cho sấy. Xui xui là mình ăn Tori mình cơm bát không được, chứ mình ăn Goro hay là ăn Pika là thanh niên đó tiêu. Nhất là Magu đó các bạn. Magu là thanh niên đó chỉ biết là nhíu thôi. Rồi có bạn chạy thoát nữa rồi kìa. Đánh mình giờ không phết một tê. Đánh mình giờ còn vậy luôn. Ê ê ê ê. Sắp hết rồi, sắp hết rồi. Phải. Rồi giữ nhiêu đây hả bạn? Hết rồi. Rồi,
được ba trái tím hay không? Mình sẽ ăn một trái trong ba trái tím này, ăn trái nào cơm bát được á. Để coi coi. Đầu. Và mì. Và mì. Chuẩn bị tới số với mình nè. Đâu phải tưởng ăn hi ê là ngon, cảm nhận hi ê ngon thiệt. Dễ tun lại các bạn, nhưng mà để mình cho tun. Mình bắt đầu mình thấy ứa rồi, mình ăn da mi nè. Ăn da mi mình qua bển mình chọi quả cầu mình sang bằng cái đảo đó luôn. Coi bay nào bay. Ít ra cũng phải qua bển, cũng phải giết được một mạng chứ. Tình hình như thế này là không ổn rồi. Mình sẽ ăn da mi nha bạn, gura cũng được nữa. Mà gura không ngon. Ăn da mi qua bển phá tan nát bển luôn. Chỉ có da mi mới thổi bay cả một góc của hòn đảo. Tuy là Loja nhưng mà chịu đam cũng giống như Paramecia thôi, hút vào hả. Rồi, video ngày hôm nay mình sẽ ăn da mi nha bạn. Một trái quỷ hệ Loja nhưng mà ít 2 đam. Xem bộ ăn trái này biết báo thù được hay không nữa. Thì cứ ăn vào đi bạn. Chưa. Mình phải coi mình xác định kỹ càng hay không. Rồi, ok, về một rồi. Video này mình sẽ ăn da mi nha bạn. Đó. À, trái quỷ da mi, trái quỷ bóng đêm. Mình đang nổi sùng nổi sải lên rồi. Giọng vô. Bụng túi sẽ bô trùm. Ăn da mi không được ở bên tựa game One Piece Legend thì vô tiết One Piece ăn các bạn. Rồi, còn hai trái nè, ai ăn không? Hai trái này nè. Còn trái Gura và trái Hiê. Bạn ăn Hiê hả? Mà có trái quỷ chưa? Sao nghe tên quen dữ ta? Còn hai trái, ai ăn không? Đây. Đây nè. Còn hai trái này mình cho hai bạn này là coi như là xong rồi đó các bạn. Ai ăn Gura? Để xem nào. Trái băng hả? Rồi đó bạn. Lắm. Hư ơi. Bạn này mà không có trái quỷ nghe phi diệu lắm. Hình như lúc trước mình cho bạn rồi thì phải. Nhớ cái tên rất là quen luôn. Cái tên quen quá. Haki toàn thân mà nói không có trái quỷ nghe phi diệu lắm. Má thấy Haki toàn thân lách lét đồ vô chơi nghe chuyên nghiệp lắm các bạn. Chơi quá chuyên nghiệp luôn mà nghe nó không có trái quỷ nghe phi diệu quá. Nè bạn coi nè ha. Nè. Bây giờ mình gõ đâu có chi nhê mà nói không có trái quỷ nghe phi diệu lắm. Trái đó em farm thôi. Bạn đó không cho hay không? Bạn nghĩ coi. Ai mà không có trái quỷ Loja mà farm được Haki toàn thân? Bạn tưởng dễ farm Haki toàn thân lắm mà mình có farm rồi mình biết. Nên là bạn đó có trái quỷ, đó quỷ bạn đó ráng chịu. Cái này là mình nói thiệt. Bạn ráng chịu nha bạn. Rồi bây giờ tiếp tục. Để coi bạn này có trái quỷ chưa nhờ. Cầm cố thử biết liền gì. Gì vậy? Rồi. Có bạn này không có mình tin nè. Hay trái quỷ không bạn? Bạn là mình không cho rồi đó. Bạn có trái quỷ rồi mà giờ bạn quỷ bạn ráng bạn chịu. Chứ giờ bạn trách ai? Mình giờ mình dục xuống biển cũng không cho bạn này hứa luôn. Đó, Haki toàn thân, long trảo thủ được các kiểu. Quýnh mất máu mình đùng rằm. Giờ quýnh chết mình luôn cũng được nữa, cũng không cho trái quỷ này nữa. Đó là tại bạn thôi. Ừ, nó thà cho người khác ở đây nè. Đây có hai bạn chưa có nè. Mà bạn lúc trước bạn đã chiêm ngưỡng những trái quỷ hầm hố đó, Ito. Chưa, lúc trước còn ăn mấy trái dữ hơn nữa. Rồi, để coi nào. Rồi. Ăn trái này không? Sợ là bạn đó chết đó. Để hỏi thử coi có chưa. Trời ơi, thiệt chứ. Phát trái quỷ mà phải trách riêng từng bạn. Sao mình chán quá vậy? Có nói có không, không có ăn một trợ đâu rồi. Đây. Em ăn không?
Em có trái nào trong người chưa? Trời ơi, sao mình cho trái quỷ mình khổ quá vậy? Hi ê, trời ơi là trời, ơi là trời, hỏi là có trái nào trong người hay không? Thì sao mình khổ quá? Có thì quỷ đi. Quỷ đô cu đi anh cho. Chứ lỡ dục rồi mấy bạn, lỡ bút xa gà chết rồi chết này sao? Nè, cho tiền quỷ luôn nè đó. Quỷ đi. Dục ra đây. Không quỷ năng lực trái quỷ hay sao mình cho được? Biết trai không bạn? 150. Trời ơi, trời. Đây. Hiền. Rồi. Đó, chết. Chết. AD 150.000. Đây nè mới đúng nè. Đó. Thiếu số 0. Rồi quăng tờ giấy ra cho anh. Đó. Mình cũng biết đó sệt nhiêu nữa. Mà thôi kệ. Rồi ok. Rồi quyển lực trái quỷ đi. Đó. Rồi nè Hi ơi nè. Lẩm ăn vô. Trời ơi, ăn chưa? Thiệt. Thấy thua à? Chưa quỷ kịp hay sao á bạn? Hay. Bạn này là coi như là mình thấy mắt hình tượng rồi nha. Để cho người ta ăn. Thua. Dục luôn, ghét dục xuống biển luôn. Bạn đó làm nói thiệt, công nhận mắc nết thiệt chứ. Ai ăn được người ta ăn. Ghét rồi bạn. Thật sự giờ mình ghét rồi nha. Đây nè. Qua đây giết cái gì? Đó. Nhân vật hầm hố làm lỗ qua rồi các bạn. Nhân vật máy giặt qua rồi đó. Nghe nói phát DF cái bắt đầu cái lết xác qua. Xong. Chạy thiền qua bển rồi các bạn. Ta chạy thiền qua bển rồi. Nè, đánh mình luôn đấy nè, đánh đi. Nè, giác thay cho nè, đập đi. Đập đi bạn. Không cho bạn kia ăn trái quỷ là mình cảm thấy mình ứa rồi, mình ghét rồi. Đó, đánh đi, ai đánh được đánh. Mình dễ lắm. Giờ của mình điên lên rồi nha. Giờ tới mình ra tay nè. Đâu rồi? Cái chiêu quỷ ma đâu à? Mình bây giờ mình qua tân thủ mình giết thanh niên kia mới được. Thanh niên mà ăn trái hi ê đó các bạn. Mình biết trong phòng này thế nào cũng phát trái quỷ không được mà. Rồi bạn Huy này là mất hình tượng rồi nha các bạn. Mình thấy là mất hình tượng rồi đó. Người ta ăn thì để cho người ta ăn đi. Mình cho ai người đó lấy ăn. Giành giật. Mình thì ghét cái tội giành giật lắm. Ui, mình sẽ cuốn bay thanh niên bên đây nè đó. Bạn thấy không? Chậu Yami cũng bay luôn, ghét rồi. Ủa sao mà không giỏi chạy qua kia đánh đi, qua đây làm gì? Còn ông nội quỷ này. Tưởng đâu hay, qua đây làm hay các bạn. Mình thấy là mình ứa rồi nha. Giờ mình ra ngoài, mình ra không được luôn. Trời ơi. Làm sao ra ngoài đây? Ăn Yami định báo thù mất luôn Gura. Đó thanh niên này giờ ở đây đóng băng hoài vậy luôn nè các bạn. Công nhận cũng rảnh. Ủa mình cười mà có nói mình rồ hồi nào đâu. Mình đâu nói mình rồ hồi nào đâu bạn. Mà kêu rip. Rip đúng mà. Phải rip sai đâu. Giờ thổi bay hòn đảo này luôn. Ghét rồi. Thì nếu anh em nào mà bị cuốn vào cái vụ án thổi bay hòn đảo này, cho mình gửi một lời xin lỗi hay không? Chứ không, hai thanh niên kia làm quá. Một thanh niên UB, một thanh niên IE nhú thiệt các bạn. Mình phải tiêu diệt hết tất cả. Còn bạn Huy này mình ghim bạn rồi nha. Bạn không cho bạn kia trái quỷ mình ghim rồi đó.
Mà lúc nãy mình cũng không biết là bạn kia ăn được hay không nữa. Hình như là bạn kia ăn được, bạn kia ăn được. Bạn kia ăn xong rồi bạn Huy này mới đá trúng một cái, bạn kia mới nằm xuống. Mình thấy là bạn đó giọng vô họng rồi. Đó là năng lực đấy, chắc mình nghĩ là bạn đó có đây em. Nhưng mà bây giờ mình phải đối chọi hai thanh niên ở đây sao ta? Hai thanh niên ở đây nguy hiểm quá. Chết cho chết chung, chơi cho chết chùm luôn. Rồi, còn có nhiêu đây mờ luôn bạn. Hạ kỳ quan sát cũng vô dụng thôi nè. Tiếp tục thổi. Cầm ạc ubi qua đây. Ngon, cầm ubi qua đây. Kiếm ăn, kiếm sống ở đây nè. Ở quên bật tiếng lên, chơi chơi vui bạn. À, đâu coi coi. Tiếp tục còn ai nữa không? Ubi hả? Nè nè. Ubi ubi. Cho xuyên lục địa hết. Đây. Mình ăn trái này vô chủ yếu mình sang bằng lục địa mà. Ew. Chết nãy giờ, giờ quay trở lại báo thù à. Kệ, không sao. Bu vô đây. Bu vô. Chim trĩ hay không? Mà công nhận trái ơi mạnh thiệt. Mình công nhận luôn, trái ơi đóng băng cái quýnh tha hồ. Biết nãy mình ăn trái ơi vô mình sấy hay không? Chém ghê hay không? Cành. Sao không lại quýnh nữa đi? Trời ơi. Chém một trò cử động luôn ha, ghê ha. Không cử động được rồi bạn. Bị troll rồi. Cặp này là thấy không ổn rồi. Hết ra được à. Nè. Cũng phải tạo được cái lỗ hổng không gian và thời gian cho chết hết. Thanh niên kia lấy được bầu ti khoái lắm. Ghiền. Đẩy đi đâu à. Cho tanh bành xẻ máng hết. Đây nữa nè. Ai bà ri vậy? Đi đi. Giết. Oh, được các bạn. Cá này hay nè. Được. Để đây cho mình. Mình sẽ cho tiêu tùng mây khói hết. Thổi bay cái hòn đảo này luôn. Còn thanh niên Hi-ê đâu à? Mà Hi-ê mà sao mình đẩy ra xa được? Nó đâu có chết được đâu các bạn. Thôi, nghỉ nha các bạn. Coi như video ngày hôm nay vui. Dù là chính thôi. Còn bạn Huy này nay mất điểm nha bạn. Ai mà ăn thì để cho người ta ăn đi. Lại phá chứ thấy mất điểm rồi đó. Rồi. Thì video ngày hôm nay thì tạm thời kết thúc tại đây nha bạn. Các bạn cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Mọi ký đóng góp của bạn sẽ là sự thành công cho channel tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của mình trong tương lai nha. Bye bye và hẹn gặp lại.